Mèo đắc, mèo đắc, sao không đi ngủ đi? Ủa cái này ăn được vỏ không ta? Mèo này, để cái vỏ nó ăn mèo này. Thank you.
cho bữa cơm nó ăn đi. Cơm nào đi chưa ai cơm mà mồm ra thì đặt chân ra làm gì ạ? Con này không ơi con nó mổ đau lắm sợ là khé ra đi nhưng bác kia khé nó
vậy nữa banh nát ăn mặn hết giờ cái này kia cắm được cái sạn phòng cắm được đây mà cái má lại chơi nóng nữa nóng được mà người ta hướng dẫn được mà trời chả biết gì được không biết thì thôi đập trận là cãi là đập lận ai quên được nhau chứ. Ê con kia làm gì đây nè nè làm gì nè đều gối nhà đánh nhau hả nè đây đại ca là đánh nhau này gớm chưa để em gấu đi. Để nó nhảy mẹ ơi. Con này nhảy này. Để tưng tưng tưng. Cắm gì cắm những cái răng luôn. Không có còn ngựa khác. Nó nhìn cái dây nó để tấn công nó dậy chưa. Để cái dây. À, gớm nhỉ. Nó kiếm cái gì. Chị nói đi chấm thịt luôn.
Sao? Sao? Ổng mới là 10 giờ trước có 36 triệu. 57. Nếu cơ bên là đúng không? Đúng không? Chính xác không? Lạnh quá, đó có lạnh không? Dạ. Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.